Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hoàng Biên trên đường phát triển số tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay là các phóng sự phản ánh về phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025, thời gian qua huyện Hàm Yên đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương. Tuy mới được thành lập nhưng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, công ty cổ phần gỗ Đông Dương huyện Hàm Yên đã đầu tư 3 xưởng chế biến gỗ, luôn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động. Với nguồn nguyên liệu dồi dào, dây chuyền thiết bị chế biến gỗ đồng bộ, sản phẩm ghép thanh từ gỗ rừng trồng của công ty đã được xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Nhật Bản. Để đảm bảo cái nguồn nguyên liệu ấy, thì công ty cổ phần gỗ Đông Dương thì cũng đã thực hiện tiếp một cái dự án mà cách đây là 10 năm rồi, thì là đã thực hiện trồng rừng là 788 hectare. Cộng với cái vùng nguyên liệu quy hoạch của nhà nước cho công ty cổ phần gỗ Đông Dương là được thu mua trên cái địa bàn của 4 xã trên huyện Hàm Yên. Huyện Hàm Yên có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất luôn được địa phương quan tâm chú trọng. Chất lượng sản phẩm hàng hóa không ngừng được nâng lên, đáp ứng các tiêu chí của thị trường, tạo động lực cho nông nghiệp nông thôn phát triển bền vững. Một số đề tài dự án khoa học và công nghệ được triển khai trên địa bàn đã khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Qua cái việc ứng dụng khoa học công nghệ vào các cái khâu trong sản xuất thì giá trị của các cái sản phẩm chủ lực đã được nâng lên từ 10 đến 30% và nhiều sản phẩm thì đã có cái nhãn hiệu tập thể, rồi chứng nhận chỉ dẫn địa lý, được người tiêu dùng là tin tưởng sử dụng. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một người một năm, địa phương này đã có những chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện sản xuất hàng hóa, triển khai các dự án liên kết theo chuỗi bền vững. Qua đó tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp sạch. Những năm qua, hoạt động kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo việc làm, cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần của các thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Năm 2016, hợp tác xã sản xuất kinh doanh cá đặc sản Thái Hòa được thành lập và sản phẩm cá chiên của hợp tác xã đã được công nhận đạt chuẩn Việt Gáp. Anh Nguyễn Văn Trung là một trong những thành viên của hợp tác xã đang nuôi 6 lồng cá, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với giá bán trên thị trường hiện nay dao động từ 450 đến 500 nghìn đồng 1 kg, mỗi lồng cá anh sẽ cho thu lãi từ 60 đến 70 triệu đồng. Tham gia vào hợp tác xã thì tôi đầu tiên cũng là một hộ nghèo của thôn rồi, nhưng mà tham gia được tôi cũng xây nhà xây cửa cũng đàng hoàng hết rồi. Hiệu quả kinh tế thì nói thật là chăn cá lồng này hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Hàm Yên hiện có 72 hợp tác xã, đa số hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp. Các hợp tác xã đã tạo liên kết sản xuất theo chuỗi, có phần nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến liên kết trong sản xuất chế biến, từng bước xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, xây dựng nhãn hiệu tiêu thụ hàng hóa. Đến nay, doanh thu bình quân của hợp tác xã ở Hàm Yên đạt trên 700 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân trong thành viên hợp tác xã đạt 50 triệu đồng một người một năm. Cái sản phẩm tức là OPOP được cái sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là tỉnh. Cho nên là được tiếp thu các cái quy trình chăm sóc. Thì chất lượng chè Làng Bát là ngày càng về năng suất và chất lượng là nâng lên. Những chuyển biến tích cực của các hợp tác xã về phương thức hoạt động, tổ chức sản xuất, đầu tư, liên kết, liên doanh với chuỗi giá trị đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của Hàm Yên phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho thành viên, người dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
là xã có vùng nguyên liệu mía lớn của huyện Hàm Yên, những năm qua phát triển trồng mía nguyên liệu ở xã Bình Sa đã giúp cho nhiều hộ trồng mía vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cây mía vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở địa phương. Là hộ đã nhiều năm trồng mía với diện tích lớn, gia đình chị Hà Thị Diệu, thôn Làng Dịa, xã Bình Sa, năm nay tiếp tục chăm sóc hơn 1,5 hectare mía nguyên liệu cho nhà máy đường Tuyên Quang. Nhờ kinh nghiệm trồng mía lâu năm nên năng suất mía của gia đình chị luôn đạt cao, nhờ đó mà đời sống của gia đình chị ngày một nâng lên. Chị rất vui, niên vụ mía năm nay, nhà máy đã ký hợp đồng thu mua với giá 550.000 đồng 1 kg. Cũng được nhà máy bao tiêu đầu ra, và nói chung là giá cả thì cũng hợp lý để cho người dân phát triển kinh tế. Và bây giờ thì là chúng tôi đang tập trung là bóc mía để cho cây mía nó phát triển mạnh để vào cuối năm được thu hoạch ạ. Với gần 90 hectare mía nguyên liệu, xã Bình Sa đã tập trung tuyên truyền vận động bà con nông dân tích cực chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả để đưa cây mía vào trồng. Bên cạnh đó, để duy trì ổn định và mở rộng diện tích mía nguyên liệu, xã cũng phối hợp chặt chẽ với nhà máy, củng cố chuỗi liên kết với nông dân một cách đồng bộ, từ quy hoạch, sản xuất, tiêu thụ. Nhà máy triển khai nhiều chính sách khuyến khích người trồng mía như tăng giá thu mua, tăng định mức đầu tư với diện tích mía trồng mới, trồng lại, hỗ trợ ban chỉ đạo trồng mía cấp xã, cấp thôn, người dân làm đất áp dụng cơ giới hóa. Trong năm 2022 thì thôn Đèo Ảng đã tiếp tục trồng mới 10 ha mía để phục vụ nhà máy, cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân, thì góp phần cho nhân dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Bằng những cái chính sách cụ thể như chính sách hỗ trợ của nhà máy đường về chuyển đổi cây hàng năm, cây lâu năm sang trồng mía, và hỗ trợ tiền giống cũng như là phân bón vật tư để cho bà con có thể yên tâm sản xuất. Nhờ việc chú trọng phát triển cây mía nguyên liệu nên cuộc sống của bà con nông dân trên địa bàn xã Bình Sa giờ đây đã được cải thiện đáng kể, góp phần duy trì các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp phù hợp và cách làm sáng tạo, thời gian qua công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đạt được những kết quả tích cực. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nhất là ở các xã nghèo, được đầu tư khang trang, đời sống và chất tinh thần của người dân đã không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo đã giảm đáng kể. Xác định mục tiêu để duy trì hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là phải giảm nghèo bền vững. Xã Thái Sơn đã có nhiều giải pháp cụ thể dựa trên thế mạnh của địa phương, trên cơ sở khuyến khích, tạo động lực để người dân mở rộng sản xuất, tăng cường liên kết sản xuất thông qua hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã. Đặc biệt, xã chú trọng thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nhiều nguồn vốn vay, chính sách ưu đãi để có động lực vươn lên thoát nghèo. Hết năm 2021, thu nhập của người dân xã Thái Sơn đạt trên 37 triệu đồng một người một năm. Năm nay, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 12%. Thái Sơn thì chúng tôi được nhiều cái hỗ trợ giúp đỡ về vốn chính sách ưu tiên. Thế về thì mình cũng mở mang, một là cái ao chuông nó rộng, hai nữa là chăn nuôi, ba là nuôi ong, thêm một cái trồng rừng. Một năm thì cũng có thể dư ra được vào khoảng tầm 100. Với xã thì sẽ tiếp tục là hỗ trợ thực hiện các cái chương trình của nhà nước về hỗ trợ chính sách, hỗ trợ vay vốn hoặc là hỗ trợ những cái chương trình làm nhỏ hoặc là phát triển kinh tế. Với các giải pháp đồng bộ, chú trọng giảm nghèo bền vững, thực hiện lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm qua của huyện đã giảm còn trên 21%. Đạt được kết quả này, huyện chú trọng phối hợp hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Định hướng, hỗ trợ người dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất, phát triển kinh tế phù hợp, bền vững. Đặc biệt là từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí, tự nỗ lực vươn lên làm kinh tế của người dân. Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đó là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để mục đích là đến năm 2025 là toàn huyện Hàm Yên đạt huyện chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn tới, huyện Hàm Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3% một năm. Để đạt được mục tiêu này, huyện tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả để người dân tự ý thức và nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Giảm nghèo hiệu quả sẽ là điều kiện nền tảng thuận lợi
để Hàm Yên cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hàm Yên trên đường phát triển số tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới đang được nhiều địa phương nỗ lực thực hiện. Tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, một trong những địa phương phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, thì nâng cao tiêu chí thu nhập luôn được quan tâm chú trọng. Những năm gần đây, người dân xã Đức Ninh đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ một số diện tích vườn đồi thấp sang trồng bưởi. Toàn xã hiện có trên 35 hectare bưởi, doanh thu hàng năm đạt trên 4 tỷ đồng. Đã có nhiều hộ thu nhập khá và giàu từ trồng cây bưởi. Từ nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp và sự đoàn kết trong phát triển kinh tế của bà con đã cùng với xã duy trì và nâng cao tiêu chí về thu nhập ở địa phương này. Bà con nhân dân thôn Đình Minh luôn luôn hưởng ứng cái phong trào xây dựng thôn mới và thực hiện đầy đủ các cái quy định, cái văn bản của cấp trên. Thứ hai nữa là được sự đoàn kết của bà con nhân dân thì cũng chung sức đồng lòng cùng xây dựng cái nông thôn và cái cuộc sống của bà con này ngày càng được nâng lên. Xác định mục tiêu lớn nhất của chương trình nông thôn mới là nâng cao chất lượng đời sống người dân. Vì vậy, Đức Ninh triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập. Căn cứ vào tiềm năng lợi thế của địa phương, cấp ủy chính quyền xã đã vận động bà con đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ, liên kết sản xuất giữa nông dân với các doanh nghiệp. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 47,5 triệu đồng một người một năm. Với mục tiêu tức là đưa xã Đức Ninh có mức thu nhập cho người dân là ổn định và có tích lũy, nhưng mà tập trung vào các cái nội dung, trong đó cái nội dung đó là nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục tập trung các cái giải pháp để nâng cao các cái tiêu chí cũng như là để duy trì cái tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Mục tiêu của xã Đức Ninh là về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng lòng đồng thuận của người dân Đức Ninh sẽ góp phần đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Đến thời điểm này, huyện Hàm Yên có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chuyển biến rõ nét ở các thôn nông thôn mới kiểu mẫu là người dân đã chủ động phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đạt giá trị gần 200 triệu đồng một hectare. Các mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao đã được nhân rộng trên địa bàn. Phát triển mạnh nhất là cây chè, đã có nhiều hộ gia đình đạt thu nhập 14 triệu đồng một tháng. Thu nhập bình quân đầu người của người dân trong thôn Ninh Tuyên, xã Thanh Hòa hiện nay đạt trên 55 triệu đồng một người một năm, đạt cao nhất so với các thôn trên địa bàn xã. Nhà tôi là một dòng 2 mẫu chè. Trong một tháng tôi thu được 2 tạ chè khô, thị giá là 14 triệu đồng trong một tháng. Ngay sau khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Ninh Tuyên đã xác định tiêu chí rõ ràng, lộ trình thực hiện cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, cơ chế chính sách về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian thực hiện, người dân đã hiến hơn 4.000 m2 đất để làm đường bê tông, đóng góp gần 200 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa và xây dựng công trình điện thắp sáng đường quê. Cùng với đó, thực hiện phong trào xây dựng các tuyến đường hoa, mô hình nhà sạch, vườn đẹp, phong trào 503 sạch, tạo cảnh quan môi trường, tạo được không khí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rộng khắp trên địa bàn xã. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì bà con rất phấn khởi, là cũng tự giác là những cái đoạn đường mà nó còn hẹp thì bà con cũng đã hiến đất để mở rộng đường, xây dựng các mô hình chăn nuôi, phát triển về rừng, về cây mía, về cây chè và cây bưởi nữa. Cuối năm 21 thì về qua giả soát tiêu chí thu nhập thì đã đạt là hơn 55 triệu đồng trên người trên năm. Với vai trò chủ thể của mỗi người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân ngày càng cảm nhận rõ hơn thành quả từ các phong trào đem lại. Mặt khác, thông qua phong trào đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa các vùng nông thôn trên địa bàn xã trở thành những vùng quê trù phú, đáng sống. Thưa quý vị và các bạn, cùng với xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hàm Yên đã được triển khai thực hiện thường xuyên liên tục, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.
qua đó vừa giúp cho người dân nâng cao được chất lượng môi trường sống, vừa đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhận thức rõ tác động nghiêm trọng do ô nhiễm rác thải, thời gian qua tổ dân phố Bắc Mục, thị trấn Tân Yên đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, thu gom rác thải nhựa. Các hoạt động trên đã góp phần hạn chế sử dụng túi ni lông, tái sử dụng đồ nhựa, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà con nhân dân đã có một cái nhận thức, thì đến nay bà con đã vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng như là thu gom rác thải vào nơi quy định. Bà con nhân dân đã có cuộc sống tốt hơn và môi trường sạch sẽ và đẹp đẽ hơn. Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, vào dịp cuối năm cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện lại xuống từng thôn, từng xóm cùng với bà con vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng các tuyến đường hoa. Qua đó đã nâng cao được ý thức của nhân dân. Giờ đây diện mạo thôn xóm đã có nhiều đổi thay, ai cũng vui mừng phấn khởi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cán bộ công chức viên chức xuống cùng với người dân tham gia các cái hoạt động, bà con nhân dân cũng đã chủ động trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng nông thôn, đặc biệt là trong cái chỉnh trang đường làng ngõ xóm rồi vệ sinh về các cái tiêu chí môi trường. Với những nội dung cụ thể bám sát vào cơ sở, phong trào bảo vệ môi trường sống ở Hàm Yên đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp và góp phần sớm đưa Hàm Yên cán đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hàm Yên trên đường phát triển số tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.